Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi hoặc là buổi live stream ngày hôm trước của mình thì mọi chuyện cũng đã được phơi bày rồi mọi người. Mình rất vui khi mà các thầy đều bình an vô sự. Và đặc biệt một điều á, là mình cũng đã biết được những gì mà linh hồn lần trước đuổi theo người thanh niên đã thấy mọi người. Đáng lẽ tối nay mình sẽ thực hiện những nghi thức mới để cho tất cả mọi người xem. Nhưng mà có một chuyện khiến cho mình rất là băn khoăn mọi người. Đó chính là về linh hồn mà đã đuổi theo người thanh niên đó mọi người ạ. Mình cũng đã gặp trực tiếp linh hồn đó ở bên trong video vừa rồi. Nhưng hình như là lưỡi của linh hồn đó đang bị vấn đề ở mọi người. Cho nên là linh hồn đó nói chuyện chỉ là ú ớ thôi. Chứ không nói chuyện rõ được mọi người ạ. Mình muốn biết được những gì mà linh hồn đó đã thấy là mình phải thực hiện nghi thức thông tâm, chứ không thể nào trò chuyện với linh hồn đó bình thường được mọi người. Chuyện này làm cho mình rất là băn khoăn. Chẳng thà mình không biết thì thôi mọi người, chứ mình đã biết được linh hồn nó như vậy thì mình không thể nào làm ngơ cho qua được mọi người ạ. Cho nên tối nay mình có chuẩn bị một ít của lễ cúng để có thể cúng cho linh hồn đó và cũng như là hỏi về tình cảnh của linh hồn đó mọi người. Ngày hôm qua là ngày Tết Đoan Ngọ, mình có cúng kiến cho các vong linh ở bên trong chùa. Nhưng mà có vẻ như linh hồn nó đã sợ mọi người, cho nên linh hồn nó không có dám tới. Vì linh hồn nó biết là khi mà mình cúng toàn bộ bên trong chùa như vậy á, thì sẽ có các thầy nữa, cho nên linh hồn đó không có dám tới mọi người. Cho nên đến tận ngày hôm nay mình có chuẩn bị riêng một cái buổi lễ cúng để mà có thể cúng riêng cho linh hồn đó và cũng như là trò chuyện về những chuyện mà linh hồn đó đã trải qua mọi người. Nếu như có thể, mình sẽ giúp đỡ cho linh hồn đó mọi người nhé. Và video tối nó như thế nào, mời tất cả mọi người cùng đón xem. Trước khi xem video này, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh, ghi là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé mọi người. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối này nhé. Ok mọi người, mình cũng đã chuẩn bị hết tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho nghi thức tối nay. Phía trước mặt mình đây đó chính là một mâm của lễ gồm đồ chay và bánh bao mặn mọi người. Vì mình không biết là linh hồn đó ăn chay hay là ăn mặn, cho nên là mình có chuẩn bị vừa chay vừa mặn để linh hồn đó có thể hưởng được những của lễ này mọi người. Ngày hôm qua thì mình có cúng ở bên trong chùa, nhưng mà mình gọi linh hồn nó tới hoài, linh hồn nó không có tới mọi người. Chứ có lẽ lần trước là gặp ông lũ á, cho nên linh hồn đó bị sợ mọi người ạ. Đó, thì mình thật sự không biết là linh hồn đó là người tốt hay là người xấu. Nhưng mà khi cái người thanh niên kia đi vào bên trong chùa này để làm một cái điều tà đạo, thì cái linh hồn đó đã đuổi người thanh niên này đi ra khỏi khu vực chùa đó. Thì những chuyện mà linh hồn đó gặp như thế nào và cũng như là ông lũ kể với mình những gì thì mình cũng đã có kể cho tất cả mọi người nghe trong buổi live stream vừa rồi rồi. Bây giờ thì mình xin phép mọi người mình được bắt đầu thắp hương lên để thực hiện cho nghi thức tối nay nhé. Xin phép tất cả mọi người ạ. Ngày hôm qua thì mình thực hiện nghi thức, mình mời linh hồn nó tới hoài, linh hồn nó không có tới mọi người. Cho nên là ngày hôm nay mình chuẩn bị một cái mâm cúng riêng để mà có thể mời linh hồn đó tới mọi người ạ. Ok mọi người, xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu nhé. Thank you.
Ok mọi người, mình cũng đã thắp hương và vẽ linh phù để có thể kích hoạt cho nghi thức rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm phép đèn lưu ly và cũng như là mở con mắt âm dương nhé mọi người nhé. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ tiến hành mở con mắt âm dương nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành thực hiện đọc bài chú cầu hồn dựa vào âm khí của linh hồn đó để có thể gọi hồn linh hồn đó tới đây nhé mọi người nhé. Tôi xin chào linh hồn nhé. Ngày hôm qua, sau tôi thực hiện nghi thức gọi hồn, mời linh hồn tới, linh hồn đã không tới. Ngày hôm qua tôi có cúng một buổi lễ Tết Đoan Ngọ ở tại ngôi chùa này. Tôi đã gọi linh hồn rất nhiều lần để linh hồn có thể tham gia vào buổi lễ cũng như là hưởng những của lễ mà tôi cúng. Nhưng tôi không thấy linh hồn xuất hiện. Thật sự, tôi với linh hồn gặp nhau chưa nhiều lần, cũng chưa có tiếp xúc được để tôi có thể hiểu được linh hồn là người như thế nào. Nhưng lần trước có một người lạ mặt đi vào bên trong khu vực chùa này để làm những điều không đúng đắn. Và linh hồn đã đuổi người đó đi ra khỏi khu vực chùa này. Tôi thành thật cảm ơn linh hồn rất nhiều. Tôi cảm ơn linh hồn vì điều đó. Cho nên ngày hôm nay tôi có chuẩn bị ở đây một buổi lễ cúng. Chay có, mặn có. Để có thể cúng cho linh hồn, tôi rất mong là linh hồn hãy nhận lấy những của lễ này như tấm lòng thành của tôi nhé. Tôi thật sự không hiểu là linh hồn đang nói những điều gì, nhưng mà tôi xin mời linh hồn hưởng những của lễ nhé.
Linh hồn có thể cho tôi hỏi là lý do tại sao linh hồn lại nói chuyện không được rõ chữ như vậy không? Lưỡi, lưỡi của linh hồn đâu rồi? Linh hồn hãy hưởng những của lễ đi nhé. Một chút nữa, tôi có thể thực hiện nghi thức thông tâm cùng với lại linh hồn để tôi biết được những gì linh hồn đã trải qua hay không. Vì thật sự là tôi rất xin lỗi về linh hồn khi tôi nói ra điều này, nhưng tôi không thể nào hiểu được những gì mà linh hồn nói được. Cho nên một chút nữa linh hồn hãy cho tôi thực hiện nghi thức thông tâm cùng với lại linh hồn nhé. Lưỡi của linh hồn này giống như là bị cắt vậy mọi người ạ. Với một khoảng cách gần như thế này mình có thể nhìn rõ được linh hồn này không có lưỡi mọi người. Tôi nghĩ là linh hồn chắc từ ở nơi khác tới chứ không phải bên trong khu vực chùa này. Vì tôi cũng đã ở đây khá lâu rồi, nhưng tôi chưa từng gặp linh hồn. Linh hồn cứ yên tâm nhé. Tôi cũng đã từng giúp rất nhiều những linh hồn ở bên trong ngôi chùa này rồi. Cho nên là tôi cũng muốn biết được những chuyện mà linh hồn đã trải qua để có thể giúp đỡ cho linh hồn thôi. Chứ hoàn toàn không có một ý gì khác hết. Linh hồn đã hưởng xong rồi sao? Vậy bây giờ linh hồn cho tôi được phép thực hiện nghi thức thông tâm cùng với lại linh hồn nhé.
Trời ơi, tôi không ngờ là lại có người ác cứ như vậy nữa. Được rồi, tôi có thể giúp được cho linh hồn, nhưng tôi cần nhờ tới thầy của tôi. Linh hồn hãy đợi tôi một chút nhé. Tôi sẽ mời thầy của tôi ra, kể tường tận cho thầy ấy nghe về chuyện của linh hồn. Tôi nghĩ là thầy ấy sẽ giúp được cho linh hồn đó. Dạ, con chào thầy ạ. Thầy chào cô. Xin giới thiệu với linh hồn. Đây chính là thầy Hùng, là thầy của tôi. Thầy ấy cũng đã từng giúp rất nhiều những linh hồn rồi. Và tôi nghĩ là chắc có lẽ thầy ấy sẽ giúp được cho linh hồn. Dạ, thưa thầy. Đây là linh hồn lần trước đã đuổi người thanh niên lạ mặt kia đi ra khỏi khu vực chùa. Linh hồn này không phải là một trong những linh hồn ở xung quanh khu vực chùa này. Linh hồn này từ ở nơi khác tới thầy ạ. Linh hồn này thầy chưa từng gặp qua. Không phải linh hồn ở đây. Dạ thầy ơi, linh hồn này có một hoàn cảnh đáng thương lắm thầy ạ. Ngày xưa, linh hồn này là nô bộc cho một gia đình địa chủ. Do biết được quá nhiều bí mật xấu xa của gia đình chủ, cho nên là đã bị chủ cắt lưỡi đi thầy ạ. Cho nên linh hồn này không thể nào nói chuyện được. Và vì cái lý do đó, linh hồn này đã mang theo oán hận mà chết. Mang theo những oán hận đó cũng là một lý do khiến cho linh hồn này không thể đi đầu thai siêu thoát được mà vất vưởng cho tới tận thời điểm bây giờ. Con rất mong thầy mở rộng lòng từ bi, có thể giúp được cho linh hồn này sớm ngày đi đầu thai siêu thoát. Nếu gì oan khí mà không đầu thai được, vậy cần phải thanh tẩy hết oan khí thì mới siêu sinh được. Linh hồn có sẵn lòng đi cùng ta không? Dạ vậy thì tốt quá, chăm sự nhờ thầy ạ. Con không ngờ lại có những người ác độc tới như vậy thầy ạ. Cuộc sống này luôn có hai mặt của nó con à. Lòng dạ tốt nhất chính là con người, xấu xa độc ác nhất cũng chính là con người. Dạ thầy nói phải. E rằng đây cũng là cái duyên. Vì linh hồn này không phải khu vực chùa này mà từ một nơi khác tới thầy ạ. Gặp được họ, nếu
Dạ, con xin ghi nhớ những gì thầy nói ạ. Con cảm ơn thầy rất nhiều thầy ạ. Dạ, con chào thầy. Mình thấy nhẹ nhõm quá mọi người ạ. Cuối cùng linh hồn đó cũng đã có duyên được thầy Hùng giúp đỡ rồi mọi người. Thật sự sau khi thông tâm và biết được những chuyện mà linh hồn đó trải qua, thật sự rất là đáng thương mọi người. Cũng như lúc nãy mình đã nói, e rằng đây cũng là một cái duyên, vì linh hồn đó từ ở nơi xa tới và đã tá túc ở khu vực chùa này và gặp được thầy Hùng. Đó cũng là một cái duyên mọi người ạ. Mình rất vui vì điều này và mình nghĩ là mọi người cũng vậy nữa. Chắc có lẽ là mình sẽ dọn dẹp đồ đi vào bên trong. Có gì về nhà mình sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ.